về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng vượt đầu, son sắc chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em nhường trái xanh màu. Gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Xuân cuộc đời của nhau, đó là đẹp nhất của tuổi trẻ, là khát vọng mà trong mỗi chúng ta đều khao khát để tìm kiếm và lưu giữ lại thanh xuân trong cuộc đời. Thưa với toàn thể quý vị, và hành trình viết nên câu chuyện tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta đã có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái, mảnh đất quê hương Đông Xuyên Tiền Hải thân thương, để chúc mừng cho giấc mơ trầu cau của cô dâu Thu Trang và chú rể Ngọc Lam sẽ trở thành hiện thực. Và niềm vui ân tình tại tư gia của gia đình chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Ông chầu, trước tiên là sẽ là thủ tục để làm lễ xây nhà cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây tại tư gia của gia đình chúng tôi thì những người đặt chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tình cảm của một vị đại biểu đại diện cho quan viên quý gia đình họ nhà trai sẽ có ơn lời phát biểu tại tư gia của gia đình. Và ban tổ chức tôi xin được trân trọng hân hoan cảm ơn và kính mời. Còn đây tất cả đây là xin được giới thiệu, đây là em gái của các bạn. Chào con chào các cụ với tất cả các ông các bà đây các cháu. Đây là cô Út. Vâng, cô Út của nhà Giang. Chào tất cả các ông các bà.
toàn để lại gia đình có mặt trong buổi lễ ăn hỏi cháu. Và xin chân thành cảm ơn. Vâng, giờ này thì hai bên gia đình cũng đã có những trao đổi và với những chiếc bắt tay rất nồng nhiệt trở về từ hai bên gia đình thể hiện cho tình gắn bó thông gia biển chặt giữa hai miền quê hương, giữa hai bên gia đình. Thưa anh nhân Hồ Nhà Gái, thì được sự cho phép của là hai gia đình cũng như hai chính quyền qua thông qua hai cháu gặp gỡ nhau ở bên nước ngoài kết đến là tình thân, thì hôm nay là họ nhà trai ông bà Thảo Xuân cũng như là anh em trong họ là cũng là dần sinh lề ra để ra mắt ông bà Hải Lành và các cụ quý bà quý ông quý bà cô chị cụ gì và các họ các cầu. Thì thông qua cái chương trình thì như hôm nay chúng ta dần lề thì xin đến ngoài để ra nhận lề cho các cháu những cái thủ tục ở trong kia khả cái ngoài này thì có những cái điều gì mà không được đầy đủ thì cũng mong rằng họ nhận lại cũng như thế thông cảm. Thì cháu phép tôi là xin gửi lời chúc sức khỏe tới họ nhà ông bà Hải Lành cũng như các cô của ông quý bà cô chị cụ dư lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiện nhất. Điều với lời phát biểu rất chân thành của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Và lần đầu tiên thì bác đã có được lời cảm ơn tới sự đón tiếp lồng nhiệt nhất của phái đoàn nhà gái. Đời thứ hai, bác không quên cảm ơn kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị trong buổi sáng hôm nay cũng đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đã trở về với tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi để cùng chúc mừng cho giấc mơ trầu cau của cô dâu và chú rể. Thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hiện diện lên sân khấu hôn trường của gia đình, đó là đại diện hai bên gia đình, đó là hai bác trưởng đoàn. Chúng ta sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để rồi dưới sự chứng kiến của quý cụ ông bà cô bác anh chị cũng như với sự tác nghiệp của các nhà quay phim, các nhà quay camera chụp ảnh, và hai bác sẽ cùng làm thủ tục đó là trao tấm lễ đầu tiên, đó là tấm lễ chơi nhà trong buổi sáng hôm nay. Và xin mời đại diện hai bên gia đình.
phòng của gia đình. Và quý vị hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho hai bên gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và chúng tôi xin quý vị, và có lẽ rằng để đáp lại với tất cả những tình cảm chân thành nhất mà quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi. Trường của gia đình chúng ta, và với những chiếc bắt tay rất lồng nhiệt đến từ hai bên gia đình, thể hiện cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai miền quê hương, thể hiện cho tình thông gia bền chặt của hai bên gia đình. Và giờ này thì xin được tiếp tục hân hoan mời đón tới tất cả tình cảm mà quý vị đã dành cho gia đình đang trở về với tư gia của gia đình chúng tôi. Xin mời quý vị và chúng ta tiếp tục ngơi nghỉ vào những hàng bàn ghế của gia đình để sự tác cùng nâng lên bát nước trẻ xanh thắm tình chú rể, cùng với bến sầu đỏ cắm má cô dâu, cùng chúc mừng hạnh phúc cho câu chuyện tình chú mặc của đôi bạn trẻ trong buổi sáng hôm nay. Gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi sáng hôm nay với một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa với toàn thể quý vị tân duyên trân trọng và kính mến, tình yêu là những tình cảm cháy bỏng và da diết biết bao nhiêu. Và khi yêu con người sẽ cảm thấy cuộc sống được tươi trẻ và sảng khoái thêm rất nhiều. Và ngày hôm nay được trở về với lời mời ân tình của gia đình cùng tất cả những tình cảm trân trọng nhất, thì giờ này cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng thay lời cho quan viên quý gia đình họ nhà gái một lời cảm ơn hạnh phúc trăm năm của Thu Trang và Ngọc Lam. Xin được trân trọng cảm ơn và hân hoan chào đón tới tất cả tình cảm của quý vị tân duyên. Và trải qua những bước đường lao động, học tập và công tác, tình yêu của đôi bạn trẻ đã nảy nở và phát sinh. Họ yêu nhau qua những đêm trăng tỏ, ở đó chú Quỷ và chị Hằng Nga chứng giám. Và ngày hôm nay là ngày mà hai bên gia đình đã lựa chọn, là ngày bách liên hào hợp, là ngày vạn vật tinh tú giao hòa. Đăng ký nhất trí của hai bên chính quyền địa phương của hai miền quê hương thân thương, đó là quê hương Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình, cũng như quê hương Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Và để rồi ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình đã ấn định để tổ chức chương trình đại lễ ăn hỏi, đại lễ đính hôn của đôi bạn trẻ và lịch sự trang trọng tại trung tâm khám phòng của gia đình chúng tôi. Cho phép những người làm chương trình xin được trịnh trọng giới thiệu và kính mời tình cảm của một vị đại biểu đại diện cho quan viên quý gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để trao xính lễ ăn hỏi trong buổi sáng hôm nay. Và xin được trân trọng hân hoan cảm ơn và kính mời bác. Ông đại cảnh xã của họ nhà gái hôm nay bên họ nhà trai cũng chọn ngày lành tháng tốt dần xính lễ cũng để ra mắt ông bà, ra mắt cả quý cô, quý ông, quý ba. Thì trước mắt nói ở trong quê thì cũng có năm quà, thì năm quà đó thường đi theo một chiều, nhưng mà hôm nay thì vì các cháu nó ở xa cho nên cũng là xin là gái là chấp nhận cho là được một nước một thầu đôi kinh, cho nên là tất cả những cái đồ lề ăn hỏi đi nhời và xin dâu đều nằm trong đám quà này. Có những điều gì mà
còn thiếu sót vì là hai bên là cũng cái tục lệ nó khác hơn, thì mong rằng quý cô quý ông và ông bà Hải Lan cũng phải thật thông cảm. Thì như là đến giờ rồi thì chúng ta tập trung về đây trước để là giao lưu gặp gỡ, sau để là chúc phúc cho hai cháu, chúc cho hai cháu sống có hạnh phúc đầu bạc răng long. Thì cuối cùng xin chúc cho Hồ Trường và hai họ chúng ta một lời chúc bằng an vui vẻ, khỏe mạnh, vui tươi và tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Đối với lời phát biểu không ngắn không dài nhưng xa đầy ý nghĩa của bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai và những người làm chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Xin được trân trọng kính chúc cho bác sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng cho đời bạn trẻ noi theo. Thưa với toàn thể quý vị, đúng là chúc may thì đã sum họp một nhà, tình thương tập thiết của mối tình thông gia cũng thật là mặn lòng và keo sơn. Xin chúc cho mối tình thông gia ngày càng thắm thiết, chúc cho cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi hạnh phúc trọn đời thủy chung bên nhau. Thưa toàn thể quý vị, và để đáp lại tình cảm của bác trưởng đoàn gia đình nhà trai đã có đôi lời phát biểu để trao xính lễ, giờ này thì cho phép ban tổ chức tôi cũng xin được trịnh trọng giới thiệu và kính mời tình cảm của một vị đại biểu đại diện cho quan viên quý gia đình họ nhà gái chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu nhận lễ và cảm ơn, và xin được trân trọng hân hoan cảm ơn và kính mời bác. Kính thưa cụ ông, cụ bà, kính thưa cô rì, chú bác cùng bạn bè nam nữ gần xa của hai cháu, được sự đồng ý của hai cháu, được sự đồng ý của hai bên gia đình, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi và lễ đính hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin nhận lễ. Trước lúc ngừng lời, kính chúc cụ ông, cụ bà, cô rì, chú bác mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và một lần nữa thì những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Xin được trân trọng kính chúc cho bác sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn là tấm gương sáng cho đời bạn trẻ noi theo. Và chúng ta sẽ cùng hướng về với sân khấu hôn trường của gia đình để cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc tuyệt vời nhất. Mà giờ này thì đại diện hai bên gia đình sẽ cùng làm thủ tục để trao xính lễ ăn hỏi trong buổi sáng hôm nay. Và xin được hiện diện lên sân khấu hôn trường của gia đình. Trước tiên là tình cảm của đại diện hai bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời tình cảm của hai người mẹ, người mẹ sinh thành đã chú rể cũng như người mẹ sinh thành đã cô dâu. Xin mời đại diện hai bên gia đình, xin mời các bác sẽ hiện diện lên sân khấu hôn trường của gia đình. Hôm nay thỏa lỗi hai nhà, chén trà điếu thuốc đập đà ái ân, để rồi từ nay đến tuổi thanh xuân, từ nay đến tuổi ân cần bên nhau, để rồi quả cau là quả cau lom, thân nó tròn tròn, vỏ nó xanh xanh, để làng về làng ở bên anh, yêu nhau cao 6, bổ thành cao 3. Tình cảm của hai người mẹ và chúng ta tiếp tục trao cho nhau tại trung tâm khán phòng của gia đình. Và quý vị ơi, quý vị lại chúc mừng một tràng vỗ tay nữa thật lồng nhiệt dành cho hai bên gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và xin mời một chàng trai và một cô gái. Chúng ta tiếp tục để làm công tác chuyển tấm lễ trân trọng đó và đáng kính đó vào phía trong nhà giúp cho gia đình chúng tôi. Vâng, tình cảm của hai người mẹ của chúng ta tiếp tục trao cho nhau. Thưa quý vị, và với những khoảnh khắc thật hạnh phúc, thật tuyệt vời và thật đong đầy cho cảm xúc của tình yêu trong buổi sáng hôm nay, mà với tấm lễ thứ ba mà đại diện hai bên gia đình, đó là tình cảm của hai người mẹ cũng đang trao cho nhau. Xin mời các nhà quay phim, các nhà quay camera nhấp ảnh sẽ ghi lại những cuốn phim, những kiểu ảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong buổi sáng hôm nay. Và xin mời hai bác sẽ tiếp tục và tiến đến với tấm lễ thứ tư, đó là tấm lễ với những chiếc bánh ngọt, với những chiếc bánh phu thê. Kính thưa quý vị, được trở về từ làng Nguyễn Đông Hưng thân yêu của chúng ta, trang trí rất là đẹp mắt, rất là tuyệt vời và cũng đang được hai người mẹ trao cho nhau. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và quý vị ơi, quý vị lại dành những bó hoa tươi thắm nhất bằng những tràng pháo vỗ tay thật lồng nhiệt của quý vị để chúc mừng cho hai bên gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và có lẽ rằng giờ này tại tư gia của gia đình chúng tôi, để đáp lại tình cảm chân thành nhất mà đoàn đại biểu quan viên quý gia đình họ nhà trai cũng đã mang về với những tình cảm chân thành, đã trở về với miền quê hương Thái Bình thân yêu, thì ngay sau đây với một ca khúc về Hà Tĩnh mà những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng chuyển tới quý vị, với một ca khúc được mang tên Gửi Người Em Hà Tĩnh. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thơm hương thuốc cạn hương trà và đón nghe ca khúc này. Trở về quê hương em Hà Tĩnh, qua cầu Bến Thủy ngắm nước dòng Lào.
ngày gặp gỡ. Nghe em hát giận thương rồi nhớ. Hà Tĩnh ơi, hương quê sao còn mãi, bắt được che xanh sao đậm tình xứ nghề. Núi Hồng xuống lao bao đời vẫn thế, vẫn chờ đợi người con xa trở về. Anh muốn về thăm Hà Tĩnh em ơi, tìm chút bình yên như vòng tay của mẹ. Nơi có em cũng bao nhiêu kỷ niệm, xa phố thì xa dòng đời bon chen. Anh muốn về Hà Tĩnh em ơi, để cùng em hát chung một câu hò, và cùng em thăm dòng sông ngàn phố. Gói lòng mình gửi theo con sóng, gửi chào em người Hà Tĩnh thân thương. Cầu và trăm năm hạnh phúc đã được bắt đầu từ buổi sáng hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời tiếng hát của Minh Tuấn. Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào, chỉ biết thật sự anh thấy buồn, dường như anh đã trốn yêu mẹ. Mọi người xung quanh từng nói về anh, chẳng như em sai, anh vẫn yêu em đậm sâu. Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã cho. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn ai một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em. Và xin được trân trọng kính mời, vâng, quý vị sẽ tiếp tục lắng lại với sân khấu quân trường của gia đình để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, và cùng chứng kiến với khoảnh khắc thật là tuyệt vời mà hai bên gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục tiến đến với tấm lễ xin cưới trong buổi sáng hôm nay. Đến từ hai bên gia đình và nằm theo chương trình đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ trong buổi sáng, người mẹ sinh dành cho chú rể cũng như người mẹ sinh dành cho cô dâu, và chúng ta tiếp tục hiện diện lên sân khấu hôn trường của gia đình. Và quý vị tiếp tục chúc mừng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho hai bên gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi xin mời một trở lại với những quà tặng âm nhạc chúc mừng hạnh phúc trong đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ trong buổi sáng hôm nay. Thì với một giọng hát vàng trở về từ hôn trường cưới của gia đình nhà trai, trở về từ mảnh đất quê hương Hà Tĩnh, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hân hoan chào đón tiếng hát của dì Phương sẽ mang về với những lời ca, những tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc cho thuyền tình cập bến trong buổi sáng hôm nay. Con nghèo lòng người ơi,
nhiều vị cứ nghĩa tình đến thế. Nào, nào lòng đưa con ở nơi xa. Mời anh về Hà Tình ơi, không hạt sông quê ai đi xa mò đá. Trong trong thua nhỏ ai đã ai quên sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho ba nọ ấy, sao đêm lòng vui hạt để anh nghe. Khúc dân ca có tư trong máu thịt, không thể vui lòng làm sao để con quê. Đôi Việt Nam em bay ca lần đâu gặp gỡ. Di Phương là em gái của mẹ chú rể ngày hôm nay. Và qua giọng ca rất mượt mà, rất truyền cảm, và dì cũng đã thể hiện rất thành công qua hai bản tình ca của mình để truyền tới quý vị cũng như chúc mừng hạnh phúc trong đại lễ ăn hỏi của hai cháu trong buổi trưa hôm nay. Và thưa với toàn thể quý vị, và để liên tục trở lại với những quà tặng âm nhạc chúc duyên hạnh phúc trong đại lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục xây chầu uống nước. Và ngay sau đây thì với một giọng hát vàng trở về từ ngay trên mảnh đất quê hương thân yêu, đó tiếng hát của chú Lũ cũng mang về với những bản tình ca chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trong buổi sáng hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho tôi gửi chúc sức khỏe cụ ông, cụ bà, cô rì, chú bác có một cái sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, để chúc duyên cho hai cháu. Xin gửi cô bác quý chị bài hát, đó là bài Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau. Bye.
thân tình tiếng ăn mai vì ơi biết mấy thương. Nhiều vâng là tiếng hát của chú Ngọc Lũ, một dòng hát vàng trở về từ ngay trên mảnh đất quê hương thân yêu. Và với một tác phẩm âm nhạc rất nổi tiếng, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An, ca khúc Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau. Thưa với toàn thể quý vị, và khi viết về quê hương Thái Bình thì với rất nhiều những cảm xúc vô cùng trân trọng, xin được gửi tới quý vị với một lời mời chân thành nhất của gia đình chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và đó là vào giờ này, tại tư gia của gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc thân tình chúc duyên, chúc mừng hạnh phúc mối tình đồng của đôi bạn trẻ. Và để rồi ta cùng nâng lên những ly rượu lồng làm và những ẩm thực trên quê hương thân yêu để kính chúc cho hai bên gia đình bền vững tình thâm gia, chúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc mãi mãi trọn đời thủy chung bên nhau. Và... làm tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoáy lắm lúc đôi ta giận hờn mà...